quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Gió Biển xin gửi đến mọi người những hình ảnh về tuyến đường bộ ven biển tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khi nhìn từ trên cao sẽ như thế nào. Tuyến đường đang dần đi vào hoàn thiện và dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng chiều dài là 66 km với tổng vốn đầu tư là 2.655 tỷ đồng. Hiện đang thi công và có một số đoạn hoàn thiện. Như vậy là dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, trong đó có các đoạn đi trùng quốc lộ 37B, quốc lộ 21 và đoạn dự án cầu Thịnh Long thì tận dụng tuyến đường hiện trạng không đầu tư. Tuyến đường bộ có điểm đầu ở cầu vượt sông Đáy kết nối Nam Định và Ninh Bình thuộc địa bàn xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và điểm cuối kết thúc là đoạn qua cầu vượt sông Hồng, kết nối giữa giao thủy Nam Định và Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Tổng chiều dài đầu tư xây mới là 50,98 km, làm mới là 38,02 km, mở rộng nâng cấp 12,96 km. Cụ thể, đoạn từ cầu vượt sông Đáy hướng về thị trấn Lạng Đông phần lớn mở rộng, nâng cấp đến đoạn cuối đường tỉnh lộ 490C. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được những hình ảnh về con đường bộ ven biển tại Hải Hậu rất là tuyệt vời khi mà uốn lượn quanh đê biển thuộc các xã Hải Chính, Hải Lý, Hải Đông, Hải Phúc, Hải Lộc. Đó thì chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh mới nhất về con đường này. Dự án tuyến đường bộ ven biển tại Nam Định khi hoàn thành đưa vào khai thác thì sẽ kết nối trung tâm kinh tế chính trị của ba huyện ven biển, kết nối giao thông với các tuyến quốc lộ 37B, 21, 21B, kết nối tuyến đường trục phát triển của tỉnh và tỉnh lộ 490C, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển trong khu vực. Phía bên huyện Hải Hậu thì đường bộ ven biển đi trùng với quốc lộ 21A, đoạn từ cầu Thịnh Long đến xã Hải Xuân gần chợ Đập thì hướng về đê biển xã Hải Chính đi qua Hải Lý là nơi mọi người đang nhìn thấy những cái hình ảnh về con đường bộ ven biển đây. Và đoạn đường từ quốc lộ 21A hướng về xã Hải Chính cách chợ Đập khoảng 1,2 km trên địa bàn xã Hải Chính. Đường bộ ven biển sẽ hướng là khu vực đê biển và đi sát đê biển. Từ xã Hải Chính hướng về cầu Hà Lạng là đường bộ ven biển thuộc huyện Hải Hậu. Sẽ đi sát tuyến đường đê ven biển hiện hữu đi qua nhà thờ Đổ, xã Hải Lý đang thi công, hiện đang thi công nền đường và Gió Biển thấy là cũng đang cơ bản được khoảng 70%. Gió Biển sẽ cập nhật những cái hình ảnh tiếp theo ở các video sau về địa phận xã Hải Chính.